Hello tất cả mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ 3 account mà bạn cần phải có khi bạn tham gia vào thị trường crypto. Thứ nhất, đó chính là account long term. Account long term là nơi mà quý anh chị và các bạn bỏ vào, chúng ta mua những coin mà chúng ta muốn nắm giữ nó trong vòng 3 năm, 5 năm hoặc thậm chí là 10 năm tới. Và tí nữa mình sẽ nói tại sao account long term này là account cực kỳ quan trọng. Cái đó tí nữa mình sẽ nói phân tích tiếp nha. Account thứ hai là chúng ta cần phải có, đó là account swing. Swing ở đây là chúng ta giữ cái lệnh đó qua ngày trên 24 tiếng, và có thể nói ở đây chúng ta có thể mua và chúng ta giữ cái coin đó trong vòng ví dụ như 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng như vậy, gọi là swing. Tại vì sao chúng ta cần account swing? Account swing là chúng ta đánh theo những cái lệnh gọi là đánh theo chu kỳ, theo sóng, nghĩa là một cái đợt bull run chẳng hạn thì thường á nha, Bitcoin nó sẽ đi khoảng tầm 3 tháng mà nói ví dụ. Thì khi mà Bitcoin nó lên hoặc là thị trường crypto đi lên như vậy thì chúng ta có thể mua khoảng ở tầm gần đáy. Đương nhiên chúng ta không thể nào quyết chắc chắn đâu là đáy được, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta mua giá thấp rồi chúng ta sau một đợt giá tăng lên, tăng trưởng lên khoảng 2-3 tháng gì đó, chúng ta sau đó chúng ta chốt lời. Rồi cứ là khi mà bắt đầu nó giảm xuống chúng ta mua tiếp, nó lên như vậy để chúng ta build up cái tài sản trên account swing. Và account cuối cùng mà chúng ta cần phải có đó chính là account day trade hoặc scalping. Tại sao chúng ta cần phải có day trade hoặc scalping? Tại vì day trade scalping giống như chúng ta một account để chúng ta gọi là trade hàng ngày, giống như một cái nghề nghiệp chúng ta kiếm tiền hàng ngày như vậy. Đó, chúng ta kiếm được tiền trong những account trading, account scalping, day trade những tiền hàng ngày để chúng ta dùng số tiền đó chúng ta có thể rút ra để chúng ta chi tiêu cho cuộc sống hàng ngày, hoặc là chúng ta dùng số tiền đó chúng ta bỏ thêm một tiền lời chúng ta vào cái account swing hoặc long term để chúng ta có thêm tài sản từ từ như vậy. Vậy thì tại sao chúng ta phải có account long term? Lý do rất đơn giản, một số quý anh chị ở đây không phải là pro trader, không phải là những người trade chuyên nghiệp, và chúng ta có thể thua lỗ ở trong những account day trade hoặc là scalping hàng ngày, đôi khi có thể là bán account luôn. Mà nói đơn giản, ví dụ như bây giờ chúng ta bán account day trade đi, rồi account swing chúng ta không có làm tốt đi chẳng hạn, tại vì đôi khi chúng ta có thể không mua đáy bán đỉnh được, mà chúng ta lỡ chúng ta mua đỉnh bán đáy thì sao? Chúng ta không biết được, chúng ta thua lỗ đi chẳng hạn, nói ví dụ như vậy. Chúng ta dù thua lỗ hết account swing và account day trade, nhưng account long term nghĩa là chúng ta mua coin để em đó nó không hề đụng tới 2 năm, 5 năm sau thì chúng ta dỡ ra, thì account đó chính là cái nơi cứu lợi cho chúng ta hết cả account day trade và account swing. Một nói ví dụ như đồng BNB chẳng hạn, the Binance Coin đó, vào cách đây khoảng 5 năm trước, 2017 chẳng hạn, nó khoảng tầm 12 đồng thôi. Nhưng đợt vừa rồi là 2021 chẳng hạn, là nó lên đỉnh của nó là 600 đô. Mọi người nhìn đi, là 50x nha mọi người nha. Ví dụ như bỏ 1.000 đô vào đó, 50.000, thì nếu mà chúng ta thua lỗ, bọn nó ví dụ như vốn chúng ta 10.000, chúng ta chia sao cho hợp lý, là account day trade, account swing, account long term. Nếu chúng ta thua hết luôn hai account kia, mà account long term của chúng ta nó có thể nhân 10, nhân 50 lần, giống như một cái ví dụ tôi vừa nói trong BNB, thì chúng ta hoàn toàn có thể gỡ lại vốn và chúng ta có lời nữa. Ở đây một số quý anh chị có đặt ra một câu hỏi là nếu vậy thì tại sao chúng ta không mua long term thôi, chúng ta khỏi day trade, khỏi swing? Nếu mà như vậy á thì làm sao chúng ta có thêm tài sản trong lúc chúng ta đợi cái account long term nó tăng trưởng sau này? Có thêm tài sản là sao? Nghĩa là nếu chúng ta có khả năng day trade hoặc là swing chẳng hạn, swing chúng ta vẫn có thể không cần phải làm gì quá nhiều, mà mua xong để đó 2-3 tháng sau chốt lời, vẫn có thể làm như vậy và vẫn có thể kiếm tiền. Cái ví dụ lúc nãy một chị đang nói là worst case scenario, là trường hợp tệ nhất là nếu chúng ta thua lỗ luôn thì chúng ta vẫn có account long term để cứu lại mình. Account scalping, day trade và account swing á là để chúng ta kiếm tiền mỗi ngày mà chúng ta không đụng tới cái account long term. Tại vì nếu mà chúng ta vẫn có thể kiếm tiền hàng ngày, hoặc là ví dụ như kiếm tiền theo mỗi cái kỳ ngắn của nó, ví dụ như một vài tháng, 2-3 tháng vậy, đôi khi những thị trường nó lên một nhịp không xuống thì chúng ta có thể ăn cái nhịp lên và cái xuống, chúng ta có khi mà nó giảm xuống một nhịp thì chúng ta vẫn có thể kiếm lời từ cái việc chúng ta vô, chúng ta mua ở giá tốt ở trong những account swing như vậy, chúng ta cũng có thể kiếm thêm tiền mà, đúng không ạ? Nhưng mà đang nói lúc nãy là một chị đang nói là worst case scenario, nghĩa là trường hợp tệ nhất thôi là chúng ta thua hết, nhưng mà chuyện đó nó khá là khó. Account day trade scalping vô ra liên tục trong ngày á thì có thể thua hết, thì nó sẽ cái phần trăm nó sẽ risk hơn, tại vì cái account đó là account high risk high reward, chúng ta có thể kiếm tiền hàng ngày và chúng ta cũng có thể thua đó. Nhưng mà overall là chúng ta phải sử dụng hai account còn lại. Tại vì sao? Đôi khi chúng ta chỉ có account long term, xong rồi chúng ta thấy người này người kia ăn những cái lệnh
mà short term chẳng hạn. Đó, ví dụ như là swing ấy, có nhiều người người ta ăn khoảng tầm vài ngàn phần trăm cái bắt đầu mình bị FOMO, thì đó là những cái account để giúp chúng ta đánh kiếm thêm tiền nhưng mà không có phải là quá nhiều, tránh cái vấn đề ảnh hưởng đụng tới cái account long term. Tại vì mọi người hãy nhớ như thế này, out of your sight is out of your mind. Một khi account long term rồi chúng ta không nhìn thấy nó nữa, đến khi gần cuối chu kỳ bull run thì chúng ta bắt đầu rút lời, hoặc là chúng ta cứ để đó trong vòng 2-3 năm tới, có thể là 2-3 cái đợt bull run tiếp theo thì chúng ta chốt lời, vẫn hoàn toàn có thể, đúng không ạ? Vì vậy nếu mà quý anh chị nào mà chúng ta thực sự tham gia thị trường crypto, chúng ta phải nên chia 3 account như vậy. Đây là một trong những thông tin mà Mậu đã chia sẻ trong cái lớp đầu tư crypto toàn diện. Và đương nhiên là nếu quý anh chị nào muốn biết là chia account bao nhiêu phần trăm vốn của mình cho những account nào thì có thể tham gia lớp đầu tư crypto toàn diện bằng cách gọi vào số phone là 866-212-3389 hoặc là truy cập vào website của buổifinance.com. Vì đầu tư crypto toàn diện là lớp mà quý anh chị có thể học mọi lúc mọi nơi ở trên ứng dụng Mobile Finance App. Nếu quý anh chị và các bạn thích những cái thông tin giống như vậy nữa thì có thể nhấn subscribe cái lại bar trên bên dưới để follow một trong những buổi livestream cũng như là video tiếp theo. Hẹn gặp lại mọi người nhé. See ya. Năm 2013, đỉnh điểm của 2013 là khi đó là Bitcoin khoảng tầm là 1.200, rồi số đỉnh điểm của 2017 lúc đó Bitcoin là gần 20.000. Ở đỉnh điểm của 2021 là Bitcoin là gần 70.000. Có một cái pattern, chu kỳ của Bitcoin thường thường sẽ là 4 năm, là cứ mỗi 4 năm thì nó sẽ tạo một cái đỉnh mới. Vậy thì cái đỉnh tiếp theo chúng ta đang dự đoán là gì? Đó là 2025, và hiện tại chúng ta chỉ là 2024 thôi. Ta vẫn hoàn toàn còn cơ hội để anh sẽ thể nhưng 5 nhân 10 số tiền mà chúng ta bỏ vào. 500 đô trở thành 5.000 đô, 5.000 đô trở thành 50.000 đô, 50.000 đô có trở thành 500.000 đô là hoàn toàn có thể, với một điều kiện, đó chính là chúng ta phải có bí quyết làm sao điểm vào nào là điểm tốt, lúc nào chúng ta chốt lời và mảng coin nào chúng ta nên đầu tư vào để cho chúng ta có thể có những cái lợi nhuận tốt. Và những bí quyết này mọi là đúc kết trong vòng khoảng tầm 10 năm vào trong phần trading thì giúp cho quý anh chị có một cái khái niệm cũng như là một cái con đường nó toàn diện hơn về đầu tư cũng như là trading crypto. Bí quyết siêu cấp nhân 10 account crypto của bạn. Bí quyết này sẽ giúp cho quý anh chị nắm vững kiến thức đầu tư từ cơ bản đến chuyên môn, sở hữu một danh mục đầu tư coin phù hợp với khẩu vị đầu tư từ an toàn đến rủi ro. Bí quyết kiếm lời ngay cả khi thị trường đi xuống. Sử dụng hiệu quả công cụ Spot Margin Future, mua được coin trị giá 50 đồng lãi tới 5.000 đồng. Lợi nhuận sẽ nhân 5, nhân 10 nếu anh chị hiểu luật chơi. Bí quyết này sẽ giúp cho quý anh chị trong vỏn vẹn 2 tuần các anh chị có thể rành về thao tác kỹ thuật. Nhưng mà những anh chị nào mà chúng ta không quá rành về tech, không quá rành về tiếng Anh, chúng ta hơi lớn tuổi, hơi chậm hơn chút xíu cũng không sao cả. Đội ngũ support bên Mậu sẽ hướng dẫn cho quý anh chị một cách rất tận tình. Mậu và đội ngũ Pro Trader bên Mậu Bùi Finance cũng như đội ngũ support để tạo ra cái nơi mà giúp cho quý anh chị củng cố thêm kiến thức cũng như là kỹ năng ở trong vấn đề đầu tư. Mong muốn chia sẻ đến tất cả quý anh chị những cái cơ hội để chúng ta kiếm tiền cùng với nhau, để chúng ta cùng nâng cao người Việt của mình, đặc biệt là những người Việt ở Mỹ. Và những điều đó tại Mậu Bùi Finance là nơi đào tạo hàng đầu cho cộng đồng người Việt về trading cũng như đầu tư ở nước Mỹ. Thì những anh chị nào mong muốn trao cái niềm tin của mình để đồng hành cùng Mậu Bùi Finance thì chúng ta hãy gọi ngay vào số hotline là 866-212-3389 hoặc là truy cập vào website mậubuifinance.com. Đăng ký ngay, số lượng có hạn.